Và nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng chào đón ca sĩ khách mời đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, nữ ca sĩ Silver Light. Xin mời chào vào tay ạ. Silver Light xin kính chào cha, sơ và các cô chú và các anh chị em xã đoài ạ. Xã đoài đúng không ạ? Dạ, lần đầu tiên con hát ở đây. Nhưng mà con xin lỗi là con thì lại khác, con là con của Chúa nhưng mà không bao giờ thuộc bài Chúa cả. Tàng hát bài Tây Nguyên ạ. Có được không ạ? Dạ, nếu được chàng phát tay thật to là đúng máu. Bài hát mà Sue Black gửi đến quý vị là một bài hát rất quen thuộc với Sue Black và với mọi người. Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường, bài hát mang tên Lick Cafe The Band Man, mời quý vị cùng nghe. Cảm ơn cha, cảm ơn các cô chú và bài hát.
Một bài hát nữa là Sublime muốn gửi đến quý vị là một bài hát cũng ít nhiều gì cũng cũng có dính dáng tới ngài, đúng không cha? Yeah. Con xin hát bài hát của nhạc sĩ Đức Huy, bài hát đó mang tên Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Mời quý vị cùng nghe. Thank you. Một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vẫn nghi. Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai. Sao quên, không ai cần ai. Cứ vui, cho trọn đêm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Mình tôi về, nhiều lần bước đi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai. Xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biết người. Mình tốt về, nhiều lần yêu thương.
Xin được cảm ơn chị rất nhiều tối ngày hôm nay đã dành thời gian trở về đây để cùng đồng hành với đêm nhạc khoan ca Giáng sinh Tình Ngài Gọi Con. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một mùa Giáng sinh an lành nhé chị. Và cho Sue Black cũng gửi lời chúc quý vị ở đây một đêm Giáng sinh thật vui vẻ. Sue Black rất là vui là khi hát ở đây tại vì là... được quậy đó. Cho nên là Sue Black xin chúc mừng và Giáng sinh vui vẻ cho mọi người ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vẫn phong cách ấy, vẫn giọng hát ấy, đầy nội lực và vô cùng cháy bỏng. Và chúng ta được thưởng thức những ca khúc rất quen thuộc của nữ ca sĩ Sue Black.